Đúng rồi, con lấy bánh cho Titi ăn rồi con. Con để lên bàn đấy, con xé nó ra. Con để bánh lên bàn đấy. Con lấy cái con đưa cho Titi trước đi. Ăn đi, ngon không? Con lấy một cái cho Titi đi con. Titi ăn giỏi nhờ. Ngồi thẳng lên. Đi ơi.